Rồi, để hướng dẫn em à. Hôm nay để hướng dẫn em làm hai đề ha. Vấn đề à, gia đình, vấn đề sau là Nguyễn Chí Thanh nha. Rồi, hướng dẫn em làm cái đề gia đình trước, đề giữa học kỳ 2, đó, năm 2023 năm rồi đó. Thời gian làm bài là 60 phút. Rồi, khối 10 ha. Trong này nó có nặng. Các câu là tự luận thôi, 5 câu. Thì lúc đầu thầy sẽ giảng kỹ cho mấy em từ từ ha, cho mấy em hiểu. Ta đi vào câu số 1 trước. Hướng dẫn giải cho mấy em ha. Rồi. Thì cái bắt phương trình nó kêu mình hãy giải bắt phương trình sau. Giải bắt phương trình sau. Cái cách làm cái bài này như thế nào? Nhiều bạn giờ cũng không biết à, tức là cái này nó có nhiều cách giải lắm chứ không phải là một cách. Được chưa? Rất là nhiều cách giải. À, ví dụ thầy cho em tham khảo thử cái đây để cho em xem nha. Đây ví dụ nó kêu giải bắt phương trình này. À, được chưa? Ví dụ bắt phương trình này nó giải là tức là những cái bắt phương trình này đúng không? Nó dùng cái ta nó xét cái tam thức bậc hai có hai nghiệm nè. Rồi sau đó nó nói dương là luôn dương trên cái này. Đấy, hiểu à? Rồi cho nên bắt phương trình này có nghiệm trên cái này. Đó là mình dùng cái kiến thức của parabol hoặc là lớn bằng không thì nó làm như thế này nè. Xét tam thức bậc hai nó có delta âm, hạ âm, cho nên fx luôn âm với mọi x thuộc r nên vô nghiệm. Rồi, tức là nó sẽ dùng, nói chung là nó dùng nhiều phương pháp để giải cái bài này. À, cái lý thuyết của nó là như thế đó. Nó không có cái quy về cái chung để cho mình dễ hiểu. Hình dung được chưa? Để thầy hướng dẫn cho em, để nhiều khi em thấy là mỗi người á, có một cách cái trình bày khác nhau. Rồi, thí dụ ha, em xem cái sách của kết nối để cho mình biết thôi, được chưa? Chứ còn không mình không biết là nhiều khi mỗi người dạy một cách khác nhau là cũng mệt đó nha. Cái sách kết nối thì nó làm cái cách này nè, bạn chú ý. Còn cánh diều thì là chưa có giới thiệu. Đây. Chất kết nối nha. Đây, nó sẽ dùng gì nè? Tức là nó xét cái dấu này Hx đó, nó cho delta phẩy dương đó, A bằng không có hai nghiệm và nó lập cái bảng xét dấu. Rồi nó suy ra Hx dương với x này và Hx âm với x này. Đó, đó là ví dụ một ha. Thì cái đó là cái chương trình của kết nối. Mà cái chương trình kết nối này là cái chương trình mà người ta dùng nhiều nè. Được chưa? Đó, so với chân trời sáng tạo thì cũng vậy thôi. Được chưa? Rồi cái phương trình của kết nối nó sẽ giải nó cũng giống vậy thôi. Mình dựa trên cái cơ bản của nó để mình làm. Tại vì bạn biết sao? Có nhiều giáo viên bây giờ người ta giải là theo cái chương trình cũ á. À, ta giải theo cái chương trình cũ và khi giải theo chương trình cũ là không hợp lý nha. À, cho nên chúng ta phải dùng chương trình mới thì có nhiều người được lập y chang chương trình cũ luôn là không được. Mình dùng được chưa? À, hướng dẫn em cứ làm nha. Thì phải làm đúng như cái chương trình mới đi, chương trình cũ là không không hay đâu. Để. Rồi, lại xem nha. Thì ta có ha, ta ví dụ cái bài à. À, ví dụ mà muốn giải một cái bắt phương trình nào đó đi chăng thì chưa, ví dụ đây nè, nó giải cái bắt phương trình C này nè. À, thì cái phương pháp làm của nó là như vậy à. Để cho mấy em tránh trường hợp mà mấy em nhiều người ta giải chương trình cũ là không hợp lệ nha, theo cách mới nè mình xét là cái tam thức ha, fx bằng cái này nè đó có
delta, delta phẩy cũng được, dùng delta phẩy đi ha. Delta phẩy là mình tính ra, được chưa? B phẩy bình trừ AC. À, B phẩy bình là gì? Trừ 4 chia 2 bình phương. Được chưa? Đấy, trừ trừ 4 mà chia 2 là trừ 2 bình phương á, trừ A là 5 nè, C là trừ 1. Thì nó bằng là 9. Đúng không? 9. Dương không? Dương. Nên Fx có hai nghiệm nè. Đấy. Rồi, em biết có hai nghiệm thì mình sẽ bấm máy ra. Cái này mình sẽ bấm máy tính ra. Mod 9 22 5 bằng trừ 4 bằng trừ 1 bằng, nó ra là 1 với trừ 1 phần 5. Hãy làm giống sách nha, đừng làm khác sách. Nhiều khi mấy cái lời giải bây giờ mấy cái đề nó cũng bị sai luôn, làm khác sách hả? Làm theo chương trình cũ. Đấy. Thì à, mình cũng ghi luôn mặt khác ha. A của mình bằng 5, dương. Do đó ta có bảng xét dấu. Sao? Cứ làm giống sách cho lại, đừng có làm khác là đúng, yên tâm luôn ha. Đấy, không có gì sai hết. Đầu tiên là AX nè. Đó, FX nè. À, thì bên này là trừ vô cùng. À, trừ vô cùng. Rồi, cái nghiệm thứ nhất đúng không? Cái nghiệm thứ hai. Đó, nghiệm đầu tiên của mình là nghiệm hai nghiệm này, nghiệm nào nhỏ hơn? Trừ 1 phần 5 nhỏ hơn nè. Rồi, nghiệm tiếp theo là 1. Rồi, tiếp theo là cộng vô cùng. Đó. Thì ngay cái nghiệm của mình đó là số 0. Để mà hình dung được nha. Ngay cái nghiệm của mình là luôn luôn số 0. Tại vì Fx nó bằng 0. Được chưa? Đó, ngay cái nghiệm mình là số 0. Rồi, cái này đáng lẽ phải chừa dòng nữa nha. Ngay cái nghiệm mình là số 0, là mình hình dung được không? Thì à, cái này là lấy một cái khung để nữa mình dùng hoài luôn, mình dùng được ha. Đấy. Rồi làm gì đây, làm thử ha. Thì chính giữa hai cái nghiệm này nè, đúng chưa? A của mình đã dương. Đúng không? A bằng 5 mình đã dương. Cho nên theo cái lý thuyết của mình á, thì nè, trong cái lý thuyết nó có nói trong trái ngoài cùng. Tức là, hiểu không? Nghĩa là đây nè. Đấy, giải bóc phương trình này đúng không? Có tập nghiệm. Đó, Fx cùng dấu với A thì hai trái dấu với hệ số A. Rồi. Thì ở đây hồi xưa cái chương trình cũ thì nó nói rất nè, đây nè, nó có nói nè, nếu delta dương nha, tam thức Fx có hai nghiệm x1 x2 đó, Fx mà cùng dấu với hệ số A, được chưa? Fx nó sẽ cùng dấu với hệ số A trong cái khoảng hai bên, và trái dấu nằm trong cái giữa là nó trái dấu, mình hiểu không? Cái giữa là nó trái dấu, còn hai bên là nó cùng dấu, hình dung được không? Đấy nè, nè à, tức là ở đây cục A mình nó 5 là nó dương đúng không? Thì à,
ở trong cái giữa đó, x một x hai là nó trái dấu, vì cái dấu a mình nó dương, chính giữa hai nghiệm này nè, là chỗ này là dấu gì biết không, dấu trừ. Còn ở ngoài hai bên này nè, đúng không, hai bên này nè, hai bên là từ trừ vô cùng đến 1/5 là nó cùng dấu, là mang dấu cộng. A là 5 là dương, là dấu cộng đây nè, đây cộng, mình dùng được không đấy, để phân biệt nha. Rồi thôi là không hiểu, không hiểu là làm không có được đâu. Thấy vậy chứ không có dễ đâu. Rồi nếu không nắm biết, không biết cách là làm không được á nha. Đó. Rồi mình để kết luận. À, tập nghiệm của bất phương trình là S bằng, tức là mình lấy bén bằng không, là cái dấu chính giữa này nè nó có dấu bằng, cho nên hai cái đầu bút này lấy ngoặc vuông. Đúng không? Còn nếu không có dấu bằng lấy ngoặc tròn, hiểu chưa? Đó. Nên là trừ 1/5 cho đến 1. Rồi chị là hiểu cái phương pháp làm chưa? Chúng ta có ba quyển sách, chúng ta dùng quyển sách nào cũng được cho nha. Nhưng cái quyển sách Trang Trời Sáng Tạo nó nói không có bằng, thấy thầy thấy là không có dễ hiểu bằng cái kết nối nha, kết nối là dễ hiểu nhất. Nhưng mà kệ, mình cứ học sách nào học đó, nhưng mà có quyền làm phương pháp nè nha, không có cần dùng parabol gì chứ. Rồi bạn hình dung được chưa? Đấy. Rồi ta đi vào câu 2. Một hình chữ nhật một hình chữ nhật có chu vi bằng 40 mét. Rồi nó nói gì đó? Một hình chữ nhật có chu vi bằng 40 mét. Làm sao? Rồi, để diện tích hình chữ nhật lớn hơn 75 mét vuông, lớn hơn là không có dấu bằng nha, thì chiều rộng của hình chữ nhật nằm trong khoảng nào? Thì cái này nó hỏi nằm trong khoảng nào, tức là thuộc cái khoảng nào đó, thì mình gọi ra giống như về toán thực tế lớp 9, nhưng mà lớp 9 mình làm giá trị bằng, bây giờ làm giá trị khoảng, hiểu không? Đó là chiều rộng hình chữ nhật. Đấy. Thì mình biết nè. Rồi, đấy đó nha. Cái điều kiện thì biết chắc chắn là nó dương rồi, nhưng mà để mình làm cho nó chuẩn thì nó như thế này nè. Chiều dài hình chữ nhật là, mình biết nè, nó cho mình chu vi đúng không? Chu vi là dài cộng rộng nhân 2, vậy mình lấy chu vi chia 2 là dài cộng rộng. Được chưa? Vậy mình tìm chiều rộng, mình sẽ lấy là chu vi chia 2 trừ cho chiều dài. Chu vi chia 2 trừ cho chiều rộng, chứ chiều dài lấy chu vi chia 2 trừ cho chiều rộng, hiểu ha? À, tức là mình phải hiểu công thức đó nha. Chúng ta nhớ công thức của năm lớp cấp 1 không? Chu vi hình chữ nhật không bằng dài cộng rộng nhân 2, đúng không? Thì chúng ta muốn tìm chiều dài thì chúng ta lấy chu vi, đúng không? Chu vi chia 2 trừ cho chiều rộng. À, vậy là lấy 40 chia cho 2 trừ cho x là bằng 20 trừ x ha. Đấy. Rồi chúng ta hình dung được cái này chưa? Đó, vì ở chỗ này cho nên 20 chữ x, cho nên cái điều kiện nè, à tức là ta có ha, tức là mình ghi cái điều kiện nó ra là sao, x là chiều rộng là nó dương, nhưng mà nó luôn luôn 20 chữ x cũng phải là dương đúng không, tức là chiều dài và chiều rộng đều phải thỏa mãn dương, đúng không? À, thì ta có là gì, đúng ra là ghi gì nè, chiều rộng cũng phải là dương không, chiều dài cũng phải là dương, mình nghĩ chưa? À, nha, hoặc là chúng ta ghi là vì chiều rộng và chiều dài dương nên thỏa, đấy hiểu chưa? À, tới đây chúng ta dạy. Chuyển này qua là 20 lớn x, không ai ghi 20 lớn x chứ á, người ta ghi x bán 20. Vậy ghi chung là gì? X lớn không bán 20. Đúng không? Tại vì sao không có dấu bằng xảy ra các bạn? Nếu mà dấu bằng xảy ra, mình hình dung được không? Hay nè, 40 chia 2 là còn 20 đúng không? 20 chia x, nếu mà dấu bằng xảy ra, dấu bằng xảy ra đó là 20 này, nó sẽ x nó bằng 20 là không có được. Hiểu ha? Nên nó không bằng 20 được.
được chưa? Rồi, thế là chúng ta mới, nhưng mà ghi những gì cũng chưa 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 được luôn. Vì sao chưa được? Các bạn hỏi vì sao chưa được? Để ghi gì cũng chưa được. Nè, đúng ra là phải ghi 3 điều kiện chứ không phải 2 điều kiện. Một hình vuông cũng được gọi là hình chữ nhật nha. Là 20 chữ x phải lớn không? Và mình biết là x phải luôn luôn bé bằng 20 chữ x. Tại vì chiều rộng luôn luôn phải bé bằng chiều dài. Có quyền bằng chiều dài nếu nó là hình vuông. Được chưa? Đấy, tại vì hình chữ nhật trở hình vuông được, các bạn hiểu không? Cho nên chuẩn chỗ này là phải ghi gì đó? Là x nè. Hiểu không? À, x nó bé hơn 20. Chỗ này mình chuyển qua 2x bé hơn bằng 10. Đúng không? Bé bằng 20 chứ. Là x bé bằng 10 đó, cho nó nhanh ha. Rồi, chuẩn ở đây là x lớn không bé 10 mới chuẩn, chứ còn bạn ghi cái kia cũng chưa chuẩn, được chưa? Tức là giao lên trục số, bị giao không? Cái này giao lên trục số, này có học kỳ 1 mình làm rồi nha. Đây, nói chung là học kỳ 2 này phức tạp đó nha, chứ không phải đơn giản đâu. Ok, là không hiểu gì luôn á. Rồi, không nè, đúng không? 10 nè, 20 nè, x lớn bằng 0. Từ đây tới đây nè, bỏ đi khúc này, đúng chưa? X bé hơn 20 là từ đây tới đây nè, bỏ đi khúc này, x bé bằng 10 là từ đây đây nè, bỏ đi khúc này, được chưa? Vì còn lại là 0 đến 10 đó, tức là lớn không bé bằng 10, số 10 không có bỏ. Mình dùng được không? Rồi đó, thấy bạn thấy khó không? Không có dễ đúng không? Tại bạn là không chặt cái điều kiện này hồi bạn sai liền, được chưa? Rồi nó nói là diện tích hình chữ nhật lớn 75, thì ta có tính diện tích hình chữ nhật trước đi, là dài nhân rộng hay rộng nhân dài cũng được. Rồi biết không biết diện tích hình chữ nhật là thôi xuống cấp 1 học luôn nha. Bằng gì? Dài nhân cái gì? Rộng. Rồi vậy mình tính ra luôn, 20x trừ x bình phương ở đơn vị của này là mét vuông. Rồi theo đề bài là nó cho cái gì? Theo đề bài ta có diện tích lớn hơn 75 mét vuông, tức là cái này nè, lớn hơn 75. Rồi mình sẽ chuyển vế qua ha, và mình sẽ không được dùng dấu tương đương. Sao không được dùng dấu tương đương thầy? Cái chương trình mới bây giờ nhiều giáo viên cũ cứ ghi tương đương không à, không có được tương đương mấy bạn. Cái chương trình mới nó không cho phép các bạn dùng dấu tương đương. Những cái phương trình không được gọi là tương đương với nhau. Ví dụ nè, các bạn nhìn nha, các bạn muốn giải một cái phương trình nào đó, bạn coi nó giải nè nha. Đây, đây lấy sách Trăng trời sáng tạo đi. Rồi, các bạn coi nó giải, nó không dùng tương đương các bạn. Hay là ví dụ hai cái phương trình này nha. Đó, nó giải. Bạn thấy không? Nó bình phương hai vế lên. Ra cái này. Rồi sau đó nó rút gọn là nó chuyển vế rút gọn là nó giải ra. Chứ nó không có dùng dấu tương đương. Đúng không? Nó không dùng dấu tương đương. Đấy, rồi nó thay thử lần lượt vào thỏa mãn. Ví dụ phương trình này cũng vậy luôn. Cái phương pháp làm nó bình phương hay vế lên, tính ra rồi nó thử lại. À, thấy thỏa. Rồi, là đúng. Đó, cái phương pháp mới giờ nó vậy rồi. Ở trường mấy bạn bị ngộ nhận nha, ở trường nha, cái chương trình cũ nó khác á. Cho nên hãy làm giống cho nó. Và cái này bạn đừng dùng dấu tương đương. Bạn hiểu không? Những cái bắt phương trình như thế này. Có nhiều người nó quen quen tương đương rồi, nhưng mà sách mới nó lại không không có dùng như vậy, nó ngặt gì chứ. Đấy, cho nên khi mà mấy bạn mà làm giống như vậy thì nói chung là giống như là mình đang hiểu kiến thức cũ, nhưng mà hồi đó mình học kiến thức cũ của mình nó khác, còn bây giờ cái kiến thức mới của mình nó khác, các bạn hiểu không? Nó không có giống như cái kiến thức cũ đó, cho nên học cái gì chứ mình cứ bám sách giáo khoa làm là không có sợ nha. Rồi để như phải đọc cái sách giáo khoa rồi mình bám sách giáo khoa để mình làm đấy, hiểu ha? Chứ mình đừng có làm khác sách giáo khoa, để cho mấy bạn hình dung được không? Đấy, rồi thí dụ gì đúng không? Cái nó chuyển với qua
thì nó xuống dòng thôi chứ nó không có ghi tương đương, đúng không? Rồi các bạn hình dung được chưa, tôi nói là các bạn hiểu ha. À, giống như gì nè, đó nó nói sau khi thu gọn được cái này, tức là mình chuyển vế đó, nhưng mà nó không dùng tương đương nha, bình là bình phương hay vế, thử lại được chưa, sách mới sách nào giờ cũng vậy chưa nè, mấy này là nó bình phương ra nó tự chuyển vế rồi ha. Như vậy đây mình lấy 20x nè, 20x trừ x bình trừ 75 lớn không, dạ xuống dòng á, dạ rồi hiểu này ha, đúng ra hồi xưa mình phải ghi tương đương đúng không, nhưng mà bây giờ mình không cần dùng tương đương nha, cứ dùng như vậy đi. Rồi. Không biết làm sao, thầy cũng không biết cái chương trình mới này nó như thế nào, nhưng mà mình cứ làm theo đúng như sách, đừng có làm sai, cái sách là chuẩn nhất, các bạn hiểu không? Các bạn là không không giống sách là có thể là đúng cái trường của mình thôi, nhưng mà đi qua cái khác là đã không có chấp nhận nha. Đấy. Rồi thì tới đây mấy em sẽ làm như thế nào, mấy em biết cách thiết dấu này là đúng không? Đấy, mình cũng bắt chước giống như ở trên vậy đó, được chưa? Đây nè, đó. Hợp y vậy ha, lấy cái khung cho nó nhanh. Rồi được chưa? Đây. Tam thức Fx bằng 20, cái này mình để cho nó đẹp lại. Thì sao? Mình để là trừ x bình đứng trước. Cộng 20x trừ 57 nha. Rồi, tam thức này là lấy cái này nè. Có delta B phải bình giữa AC, delta phải ha. Là lấy 10 chia cho 2 đó. Được chưa? 20 chia 2 là 10 bình đó, trừ A. A là trừ 1, C là trừ 57. Chỉ 1, 10 bình là 100. 100 mà trừ cho 57 là ra 43. Đúng chưa? Đấy. 100 để coi coi đây sẽ 75 đấy bà, 75 thấy kỳ kỳ, 75 nha, 100 trừ 75 ra 25 dương đúng không, đấy 25 nên fx à, 25 này là dương, phải ghi dấu dương nữa đúng không, đấy. Vậy theo cái lý thuyết này á là mình có cái dấu dương được chưa, đúng không? À nè dương bây giờ đó. Nên Fx có hai nghiệm, mình bấm máy ra, bấm này ra luôn nha, à trừ 120 trừ 75 15 với 5 được chưa, 15 và 5 rồi vì A nó bằng là trừ 1 đúng không, âm không, âm cho nên nó coi các bạn sẽ giấu như thế nào, ở đây nó có hai nghiệm, là nghiệm nhỏ là 5 trước nè, nghiệm lớn là bao nhiêu, nghiệm lớn là 15 thì cái kia nó ngược cái nọ thôi, hiểu không, đây nè nếu như delta dương á hiểu không, mà Fx nó sẽ là trái dấu với A trong cái khoảng giữa, còn hai bên nó là cùng dấu hiểu không, đấy vì trong cái khoảng giữa nó trái dấu với A, A nó là âm, thì trong khoảng giữa này đổi là hình là dương nè, còn hai bên là cùng dấu là âm, bên này âm, này âm đó, hiểu chưa. Rồi à, vì Fx của mình nó dương nó lớn không, lấy dấu cộng lấy cái khoảng thôi, à, gọi là tập nghiệm của phương trình S đó, được chưa, là bằng 5 với 15 nè. Đấy rồi thì chúng ta sẽ kết luận nha, à, tập nghiệm của phương trình là S này đúng không, à, 5 đến 15 thì chúng ta mới suy ra à, x của mình tìm là x mà đúng không, x của mình cho nên x của mình sẽ thuộc vô 5 với 15 đúng không, các bạn hình dung được không, tập nghiệm của phương trình là mình có thể là ghi cái dạng này 5 bé hơn x bé hơn 5, 15.
hay là mình nói là bắt phương trình có nghiệm đi, tại vì này mình đừng ghi dạng tập nghiệm ha. Bắt phương trình có nghiệm là có nghiệm thỏa mãn. Rồi mình đang tìm cái khoảng đúng không? Đấy, rồi mình mới nói là so với điều kiện gì nè, ta được à, ta có hay là ghi ta được cũng được, là ít nó phải lớn hơn không bé bằng 10, chỉ ít lớn 5 bé 15 thì mình chặn số 10 lại thôi, tức là mình không có lấy quá 10 nha. À, cho nên đây là mình sẽ lấy bé hơn hoặc bằng 10. À, hiểu này ha, cái này giao anh chục số đó bạn. À, tức là ít nó chỉ chạy từ 0 đến 10 thôi, thì ít lớn hơn 5 giao với, tức là mình nếu mình vẽ chục số lên là như thế nào? Đây. Hai cái chục đúng không? Không ở đây, 10 ở đây. Ít mình nó chỉ chạy từ 0 đến 10, nó bỏ đi số 0 là nó lấy số 10. À, còn cái ít kia là từ 5 đến 10. 5 5 là ở đây. 10 là ở đây. À, nó bé bằng 10, nó lớn hơn 5, bỏ số 5. Thì giao lại từ đây tới đây nè. Tức là khoảng từ 5 đến đoạn 10. Đúng không? Tức là lớn hơn hoặc bằng 5, bé 10 đó. Rồi, hiểu này chưa? À. Rồi mình mới kết luận nha. Hay không? Các bạn thấy hay không? Vậy chiều rộng của hình chữ nhật nằm trong khoảng từ lớn hơn 5 mét đến 10 mét. À, đến mình lớn lớn 5 đến lớn 5 mét đến 10 mét thôi. Tức là không vượt quá 10 mét nha. Vượt quá 10 mét là sai. Được chưa? Rồi, hoặc là bạn ghi lớn hơn 5 mét, bé hơn hoặc bằng 10 mét. Nhưng mà ghi cái từ từ lớn 5 đến 10 là người ta hiểu rồi. Hiểu ha? Đấy. Rồi, đó là cái cách mà để làm bài 2. Hình dung được chưa? Rồi, chúng ta đi vào bài 3. Câu A. Cái bài này nó trong sách nó có cách giải được chưa, mình phải làm giống sách đừng làm khác nha, chứ là có phương pháp làm khác là coi chừng nữa, tôi nói rồi nguy hiểm lắm, tại vì giao hưởng giữa chương trình cũ chương trình mới rất là nhiều giáo viên người ta không có đọc sách kỹ, người ta cứ nhớ cái chương trình cũ, cái người ta giải theo chương trình cũ mà gặp những giáo viên mà không chịu là mấy em không có điểm dán chịu nha. À, cho nên mấy bạn phải cẩn thận cái điều mà người ta cho nha, rồi để tránh trường hợp mất điểm. Đây, phương trình này giải như thế này nè, bạn cứ làm giống vậy không ai mắc lỗi bạn được gì hết trơn. Được chưa? Bạn đừng có làm khác là được. Rồi, mấy bạn sẽ ghi lại gì? Bình phương hai vế của phương trình đã cho ta được. À, mấy bạn bình lên mắt căng nhé, cái kia bình mắt căng kia là bình phương lên. À, mấy bạn tính ra ghi lại cái này đúng không, và đây là hằng đẳng thức a bình trừ 2 nhân x nhân 17 là 34 x 17 bình. 17 bình là lớp 8, mấy này lớp 8 mình tính được rồi đúng chưa, 17 bình bao nhiêu? 289. Đấy, rồi mấy bạn sẽ chuyển vế qua, nó tự chuyển vế, cái này mình chuyển qua từ từ thôi, nó làm hơi nhanh miếng. Trừ x bình cộng 34x trừ 289 bằng 0. Và rút gọn h bình, y bình là x bình. Trừ 35x cộng 34x là trừ x. 17 trừ 289 là nhiều, trừ 272. Rồi cái này là mình hiểu là lớp 9 mình giải được rồi, cho nên nó chỉ bấm máy thôi nha. Mod 922 1 trừ 1 trừ 272
17 dư trừ 16 à, rồi mình sẽ dùng cái từ là thay lần lượt các giá trị trên vào phương trình đã cho ta thấy chị ha, ta thấy sao thay vô coi thằng nào nó thỏa này, giờ một cái cách là dùng máy tính này, chỉ dùng máy tính thay nè, mình lấy căn 2x bình rồi trừ 35x cộng 17, mình chuyển cái x trừ 17 qua luôn là trừ x cộng 17 đó, là nó bằng không, mà mình thay hai giá trị đi vô giá trị nào bằng không là lấy, dùng khiến con đầu tiên là 17 bằng không thỏ, là tức trừ 16 thay vô là 36 là sai không thỏ, hiểu không? Đó, tức là chúng ta thay x bằng 17 thỏa mãn, hiểu không? Đó, chúng ta cái lượng là vậy, nghiệm của phương trình đã cho là x bằng 17. Rồi, làm giống gì thì ai bắt lỗi bạn được, tôi mới sợ. Rồi. Thì nha, nói chung là các bạn thích làm sao làm, nhưng mà thầy chỉ cho mình cách sách giáo khoa, bám sách giáo khoa, đừng có làm khác là được. Được chưa? À, còn cái cách mà hồi xưa giải, nhìn nó dễ hiểu, nó ngắn đó. Nhưng mà các bạn coi chừng bị bắt lỗi nha, hai cái căn bằng nhau nó cũng có phương pháp luôn. À, để mình biết mình làm để tránh trường hợp là làm sai thì gắng chịu nha. Đây ví dụ hai căn nhau đây à, cũng y chang vậy thôi, không gì khác nha, mấy lần đầu thì copy cho coi thôi, còn về sau là mấy em thôi cứ bắt chước là làm được rồi nha, không cần copy. Thì mình cũng ghi gì đó bình phương đúng không, hai vế bình phương hai vế nha, bổ phương trình ta được. Cái này mình bình phương là mắc hai cái căn luôn, giống như nó, thấy chưa? Viết bình trừ 2x trừ 2 bằng 4x cộng 1, chuyển vế qua, đúng không? Đó, chuyển qua đổi dấu nha, trừ 4x trừ 1 bằng 0, rút gọn. X bình trừ 2x trừ 4x là trừ 6x trừ 1 với trừ 2 là trừ 3 bằng 0. Được chưa? Rồi mình sẽ bấm máy ra. Mod 9 22 1 bằng trừ 6 bằng trừ 3 bằng 3 cộng 2 căn 3 chứ 3 trừ 2 căn 3. Rồi, mình cũng dùng là thay các nghiệm vào chương trình ta thấy. Cái này là nó dùng cái từ ta chỉ thấy. Rồi, có một nghiệm thì chỉ thấy. Rồi, có thể cái này cũng là chỉ thấy. Rồi, mình sẽ nhập vô máy tính mình trừ với nhau ha. Biết nhập vô không? X bình trừ 2X trừ 2 đúng không? Alpha X bình trừ 2. Alpha X trừ 2. Mình chuyển cái căn kia qua luôn. Trừ cái căn đó luôn. Để nó bằng không. Nếu mình thay vô bằng không là đúng á. Rồi cộng 1, dùng phím con chỗ này nè. À, nhập vô số số đầu tiên là 3 cộng 2 căn 3. Đóng mặt lại. Bằng 0 thỏ. Còn cái này là 3 trừ 2 căn 3. Không thỏ, máy nó hiện error là bị lỗi đó. Tức là cái số đó, cái căn nó không tồn tại, hiểu nha. Rồi, vậy chị có thấy là 3 cộng 2 căn 3 cộng 2 căn 3. Đúng không? Thỏa mãn. À, về nghiệm của phương trình đã cho là x bằng 3 cộng 2 cộng 3. Rồi, hình dung được không? Làm cái gì làm, đừng bao giờ làm khác sách giùm thầy nha. Cái phải là lời giải của nó là khác sách đó. Tại vì giáo viên quen rồi, với cách cũ. Tôi nói rất là nhiều lần cái này coi chừng bị sai gắn chịu nha. Rồi. Phần tiếp theo, phần này là khó nhất của chương trình học kỳ 2 nè.
thấy gì cho học sinh là gặp mấy bài này gãy hết, là không biết cách làm mà, hay là cái phần liên quan đến gọi là xác suất thống kê hay là phép đếm cực kỳ khó. Theo như cá nhân của thầy thì thầy thấy nó khó, khó là so với học sinh thôi, tức là đối với thầy thì chuyện bình thường, cái gì tại vì nếu như em thì rất là khó, là vì mấy em thấy nó trừu tượng á, nó còn khó hơn là hình học của lớp 9. Nếu mà những cái bài thật sự khó của nó khó lắm, nó khó lắm không phải là dễ đâu, nhưng mà nếu bài dễ thì không nói, nhưng bài khó rất là khó. Bây giờ để hiểu cái này các bạn phải học cái lý thuyết. Lý thuyết là như thế nào đây nè, nói cho bạn nghe, hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp. Nhưng mà mình hiểu quy tắc cộng, quy tắc nhân lý không? Quy tắc cộng đúng không? Để nói là giả sử công việc có thể thực hiện theo phương án A hoặc là B. Phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện không trùng với bất kỳ cách nào phương án A. Khi đó công việc có bao nhiêu cách thực hiện m cộng n? Thì thầy nói cho dễ nghe. Ví dụ bây giờ mình muốn đi từ cái, ví dụ các bạn đang ở ở vị trí là thành phố Hồ Chí Minh, nếu bạn muốn đi ra Vũng Tàu thì có mấy con đường đi, có mấy con đường đi, có bao nhiêu con đường mình cộng lại với nhau, thì cái đó là quy tắc cộng, tức là mình thực hiện một bước một đúng không, là nó ra nha. Không phải, giờ tôi nói đơn giản này, ví dụ đi mấy bạn đang ở Vĩnh Long, ví dụ như vậy, mấy bạn hỏi có mấy con đường mấy bạn đi xuống ở ngã tư Gò Mây, hiểu hình dung được không? Thì nó, ví dụ bạn chọn ra được có mấy con đường, bạn cộng nó lại hết, hiểu không? Thì cái đó quy tắc là quy tắc cộng. Nhưng ví dụ bạn muốn đi từ Vĩnh Lộc đi, bạn muốn đi ra quận nhất, hiểu không? Thì từ từ đường Vĩnh Lộc mình tới Gò Mây có mấy con đường, ví dụ từ Gò Mây tới quận Tân Bình có mấy con đường, mà từ Tân Bình cho đến quận nhất mấy con đường, hiểu không? Thì cứ mấy con đường, ví dụ từ Vĩnh Lộc ra Gò Mây là 3 con đường, và từ Gò Mây ra quận Tân Bình là 4 con đường, từ Tân Bình ra quận nhất 7 con đường, thì mình lấy là 3 x 4 x 7 thì nó ra được cái tổng số con đường đi đó. Thì cái quy tắc như vậy người ta gọi là quy tắc nhân, đúng không? Nhân lại, nói với cho bạn dễ hiểu đó, được chưa? Rồi dễ hiểu ha, chứ còn nó đọc như gì lung tung lắm, bạn không có hiểu được đâu, bạn đọc vô cơ thê bạn không hiểu gì luôn á. Rồi tiếp theo nè, hoán vị là gì? Cho tập hợp A có n phần tử, nếu xếp n phần tử theo một thứ tự nào đó, được một hoán vị n phần tử đó, gọi tắt là hoán vị của n phần tử. Ký hiệu là bn, số hoán vị là của n phần tử là n lớn 1, bn bằng n như n trừ 1, n trừ 2, nhân 2 nhân 1. Và ta đưa ký hiệu n giải thừa vào n với n trừ 1, n trừ 2 giải thừa. Nè, đọc là n giải thừa, bn và n giải thừa, quy ước không giải thừa 1. Đọc tới nạn hồi có thể là mình lên máu với nó luôn á, mình không hiểu. Dễ nè, để chỉ cho dễ hiểu lắm, đừng có học theo cái định nghĩa đó ha. Bây giờ rất là dễ hiểu nè, bây giờ mình có n người, hiểu không? N người đó, mình nhớ n người nha, mình ship vô n chỗ ngồi, tức là có n người, mình thấy có n cái ghế được không, mình ship vô n cái chỗ ngồi, thì mình hiểu nó là gì, b n gọi là hoán vị đó, được chưa? Rồi nói gì cho bạn dễ hiểu ha, rồi bạn đọc lý thuyết tiếp, từ từ mình mới rõ được nha. Rồi tiếp theo là chỉnh hợp nha, cho tập hợp A có n phần tử n lớn 1 với số nguyên k, k nó phải nhỏ hơn bằng n à, mọi nếu lấy mọi cách, nếu mỗi cách lấy k phần tử của tập A và xếp chúng theo thứ tự nào đó, được một chỉnh hợp chập k n phần tử, ký hiệu là a n chập k, chỉnh hợp chập k n phần tử. Số các chỉnh hợp chập k n phần tử có cái công thức tính là như thế này. Này là học thuộc thức ly, hiểu không? Rồi mỗi hoán vị n phần tử chính là chập hợp gì đó, nó ghi búa lùi xua cho anh đọc mà không hiểu gì chưa? Để chưa, để chỉ cho hiểu nè, từ từ. Dễ lắm, mà nói chung là không biết mình đọc hay sách là mình thua luôn á. Cái này là đọc theo ý nghĩa của nó là khó hiểu. Bây giờ n người đúng không? Nhưng mà bạn đâu có đủ n cái ghế đâu. Bạn chọn ra k người. Chọn ra k người, hiểu không? Tại vì có k cái ghế thôi. Được chưa? Bạn mới ship vào. Ship nha. Ship vào k chỗ. Tại vì mình không có đủ n cái ghế, k nó luôn luôn bé bằng n. Thì cái này người ta gọi là chỉnh hợp
AN chuột K. Dễ hiểu không? Tức là cái K này luôn luôn phải bé bằng N, đúng không? Cho nó dễ hiểu nha. Còn cái công thức này bấm máy được nha, còn không tính bằng tay. Thì để những cái bạn tính bằng tay cho. Hiểu chưa? Rồi. Tiếp theo nè. Bạn thấy nó trừu tượng không? Khó đấy, không dễ đấy nha. Tổ hợp này cho n, cho tập hợp A có n phần tử, mỗi tập hợp K có n phần tử, K bé ngoài n của tập A gọi là tổ hợp chập K n phần tử, ký hiệu CN chập K. Số số các tổ hợp chập K n phần tử có công thức là CN chập K. Người ta quy ước là CN chập 0 bằng 1, CN chập K bằng CN chập K, CN chập trừ K. Rồi. Đó, nói chung là gì bạn cũng đọc bạn cũng khó hiểu lắm, đúng không? Thì sẽ chỉ cho bạn dễ hiểu nè. Bây giờ n người đúng không? Mình sẽ chọn ra k người thôi chứ mình không có ship. Chọn ra cho nó đứng đó đó. Chưa ship nha, chỉ chọn ra thôi chứ chưa ship. Còn cái này là chọn ra rồi ship vô. Thì cái này tôi gọi là CN chập K. Đó, bạn hiểu không? Cái câu tôi gì bạn rất là dễ hiểu nè. Còn mấy bạn học cái định nghĩa của nó bạn sẽ không hiểu được đâu. Và bạn vô bài tập đi bạn hiểu ha. Với quy tắc cộng, quy tắc nhân nữa là được. Đấy, cái chương này rất là khó nha. Trừu tượng lắm đấy. Những giáo viên nào mà lên trường mà nói với bạn cái chương này dễ đúng không? Là thật ra mấy người đó là nói là dễ là dễ là do mấy bài tập cho dễ dễ thôi. Chứ còn cho bài tập mà nâng cao một tí nó cực kỳ khó luôn. Rồi. Nữa tôi cho bạn làm đẹp xin giỏi nha. Học kỳ 2 là sẽ có làm đó. Rồi đọc tới cái đề nè. Một lớp học có 38 học sinh, trong đó có 15 nam và 23 nữ, trong đó có An và Bình. Chiếc tờ An và Bình này tôi không biết đứa nào nam nữ nữa, cái này nó không nói rõ nha. Rồi kệ nó không nói kệ nó. Tức là 38 học sinh này có 15 nam và 23 nữ, An với Bình này mình không biết được, Bình cũng có thể là con gái con trai gì, An cũng vậy luôn đúng không? Đúng ra nó phải nói rõ, mình không nói kiểu này thì chắc có lẽ là không liên quan tới giới tính. Rồi giáo viên chủ nhiệm chọn một ban cán sự lớp gồm 6 em. Được không? Tìm số cách chọn ban cán sự của lớp. Tức là 38 học sinh có nam nữ rất cụ thể và trong đó có An với Bình. An với Bình là nam nữ thì chưa biết. Nhưng mà giáo viên chủ nhiệm cần chọn 6 em. Chọn ra 6 em đúng không? Rồi hỏi câu A nó thỏa mãn là gì? Ban cán sự lớp chỉ có một nữ. Hay không? Giống như mình muốn đi từ đây ra quận nhất thì mình phải đi tới Gò Mây, Gò Mây đi Tân Bình, Tân Bình đến quận nhất, thí dụ là như vậy. Bạn hình dung được không? Đấy, cho nên mấy bạn muốn biết rằng là mấy bạn muốn biết được là muốn thực hiện được cái việc này, chọn ra 6 người em mà có một nữ thì đầu tiên em phải đi tới Gò Mây trước, là em phải chọn một nữ trước đi, chỉ có một nữ. Và 23 nữ trong đó có An và Bình. Rồi, xin lỗi, nó nói rất là rõ nè. 23 nữ trong đó có An và Bình, tức là An với Bình là nữ bạn ơi. Nha. Cái này nó nói gì nè là mình hiểu kỹ là nha. Trong đó gồm 15 nam và 23 nữ, trong đó có An và Bình. Tức là 23 nữ trong đó An và Bình phải là nữ, ghi gì thì rất là dễ nhầm, hiểu bạn hiểu không? Tức là trong này sẽ có một nữ, An và Bình chỉ là nữ thôi chứ không phải là nam. Hình dung được ha. Rồi nó nói gì đó, tức là không biết, nếu mà không nói gì là bài này là không được. Được chưa? Rồi nó yêu cầu là ban cán sự chọn ra 6 người. Đúng không? Nhưng mà đầu tiên mà phải chọn chỉ có một nữ, là bạn sẽ chọn trước một nữ, giống như bạn phải phải đi tới tới Cò Mây trước nè. Được chưa? Chọn một nữ. Nha, chọn số cách chọn một nữ nè, hiểu không? Tức là số cách chọn một nữ trong 23 nữ là đó. Nè, 23 người chọn ra một người dùng gì? N người chọn ra K người dùng gì? C. C 23 chọc 1. Hiểu ha? Đấy. Bạn hình dung được chưa? Bạn không biết dùng C là xong rồi đó. Bạn thấy đâu có dễ đâu đúng không? Khó nha. Nó khó. Rồi không cẩn thận là cũng làm được. Hình dung được không? Rồi, 23 chục 1. Cách. Rồi, sau đó mình muốn, đúng không?
mình muốn đi tới Tân Bình, à mình muốn đi tới quận nhất mình phải đi qua Tân Bình rồi đúng không? Rồi ví dụ vậy ha, thì bây giờ một nam rồi một nữ rồi mình phải sao, phải chọn thêm mấy nam? Năm nam mới đủ đúng không? Nó yêu cầu duy nhất một nữ mà. Năm nam có mấy nam? 15 nam, chọn ra năm nam cũng dùng y chang vậy nè, n người chọn ra k người, nhưng mà này 15 chọn ra năm là c 15 tịch năm, hiểu không? Tức là số cách chọn ra năm nam trong 15 nam là đó, tức là C nha, 15 để dưới số lớn nha, dưới luôn luôn lớn bằng trên chục năm, hiểu chưa? Rồi đó, thí dụ bây giờ đi từ đây tới quận nhất là Tân Bình, Tân Bình qua quận nhất, nhưng mà cái này có hai giai đoạn thôi, nó chỉ hỏi từ đây tới Tân Bình thôi có bao nhiêu con đường thôi, bạn hiểu không? Đây Gò Mây là có bao nhiêu con đường này nè, C21 chục ba ba trăm ba chục một, còn đây từ Gò Mây Tân Bình là như đây, thì hỏi từ đây Tân Bình có bao nhiêu con đường mình nhân lại, tại vì cái công việc này nó phải thực hiện từng giai đoạn, hiểu không? Dùng quy tắc nhân đó, nãy mình học rồi đó, còn quy tắc cộng là mình thực hiện cái ra luôn, hiểu không? Đó cho nên số cách chọn đó, à, ban cán sự ha chỉ có một nữ là à, mình nhân lại, biết nhân không, lấy hàng này nè nhân lại, cái này không có tính tay nha, tính máy tính này, tính tay tính lâu lắm, khi nào nó yêu cầu tính tay thì chỉ cho tính tay, còn bây giờ nó không yêu cầu là tính máy hết, bấm máy à, cái chỉ cái cách bấm nè, đóng ngoặc đầu tiên mở ngoặc ra 23 bấm shift như dấu chia á, dấu chia là chữ C đó, cái chữ C không, một đóng ngoặc lại nhân 15 tiếp dấu chia đó, ha, năm đóng ngoặc lại bằng 69069, đúng không? Tức là có 69069 có 69069 chắc. Rồi bạn thấy không? Đó, đó là ngộ A. Rồi hiểu chưa? Bạn thấy có dễ không? Có bộ hơi hơi khó khó rồi đúng không? Không dễ ha. Đấy. Rồi, gắn lên bình thường thôi bạn ơi. Tôi đảm bảo bạn là học thầy là sẽ hiểu hết. Không có gì khó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cô gì? Cô 2. Được chưa? Cô B. Là ban cán sự lớp có ít nhất hai nam, có ít nhất hai nam và ít nhất một nữ là sao? À, tới đây có hiểu không? Nhiều khi bạn không hiểu đó. Tức là ít nhất hai nam, đúng không nha, ít nhất hai nam và ít nhất là một nữ, tức là phải có nam và nữ trong đó, và nam phải ít nhất là hai, nữ ít nhất là một, tức là mình xét trường hợp một là gì, hai nam ba nữ, bốn nữ chứ, sáu em mà, đúng chưa? Trường hợp hai là gì, ba nam ba nữ, trường hợp ba là gì, bốn nam hai nữ, trường hợp bốn là gì, năm nam một nữ, còn trường hợp năm không có nha, sáu nam không nữ là không được, bởi vì ít nhất là một nữ ở gì, nó có tới năm trường hợp xảy ra, bốn trường hợp xảy ra chúng mình nha, đó bạn không hiểu là thua rồi đó. Những cái bài toán lớn như thế này nó cho mình làm nhanh, hiểu không? Tức là không có làm từ từ giống như trên cũng được nè. Trường hợp một ha, số cách chọn là hai nam và bốn nữ, đúng không? À, ít nhất là hai nam, thì hai nam thì phải là bốn nữ, là à, mình làm nhanh, tức là nãy mình làm từ từ đúng không, giờ nó cho mình làm gom cụm gì luôn, hiểu không? Gom cụm gì luôn, tức là bây giờ bao nhiêu nam đây, 15 nam đúng không, chọn ra hai nam, à, dùng C 15 chập 2. Rồi bao nhiêu nữ đây? 23 nữ. Chọn ra 4 nữ. C 23 chập 4. Đó. Những cái bài toán lớn. Thì những cái này nó cho mình làm tắt. Chứ còn làm cái kiểu một này lâu lắm. Hiểu không? Có bạn hỏi là lỡ như câu trên mình được làm tắt gì không? Được luôn á. Hiểu không? Nhưng mà người ta sẽ khó hiểu. Còn cái này là làm gì thì nó dễ hiểu. Nha. Nó là người ta dễ hiểu hơn. Làm cái kiểu nào cũng được hết. Nhưng mà cứ làm theo thầy vậy là ok. Rồi được chưa? Rồi. Trường hợp 1. Một cái trường hợp 2. Mình chỉ sửa thôi nè. Hai là gì? Ba nam thì ba nữ. Ở vậy mình 5, mình 15 nam chọn ra 3 là C15 chụp 3. C23 chụp 3. Hiểu không? Rồi trường hợp 3. Là cái gì? 4 nam
hai nữ, thì 15 nam chọn ra 4 nam sẽ 15 chục 4, rồi 23 nữ chọn hai nữ sẽ 3 chục 2, đúng không? Rồi tiếp theo là gì? Trường hợp 4 là 5 nam, 1 nữ, 15 nam chọn ra 5 nam cho 15 chục 5, 23 nữ chọn 1 sẽ 23 chục 1. Rồi đó, có 4 trường hợp mình với cái lượng. Thường cái câu này mình nên ghi chữ vậy đi. Vậy dùng quy tắc gì bạn hiểu không? Trường hợp này là hoàn thành nhiệm vụ nè. Ví dụ là đây là cái con đường đi xuống Gò Mây. Ví dụ đây cũng là con đường xuống Gò Mây, đây cũng là con đường xuống Gò Mây, cộng 4 cái cách này lại, hiểu không? Cái này là hoàn thành nhiệm vụ rồi đó, mỗi cái trường hợp mà hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên mình phải dùng quy tắc cộng. Chung với nhân nha, bài trên thì dùng nhân. Nhưng mà trong này là những cái lớn này là dùng cộng, còn trong những cái nhỏ này là dùng nhân. Bạn không hiểu bạn chắc là không làm được đó, hiểu chưa? Đó, vậy số cách chọn, đúng không? À, ban cán sự lớp mà trong đó là ban cán sự lớp nhất hai nam một nữ, là mình lấy ba cái đó mình cộng lại. À, cái thứ nhất chờ cái nha, cho cái con chuột nó bị gì, nó đơ luôn. Chờ cái rồi chắc nó hết pin các bạn ơi. Mình hết luôn. Rồi được rồi. Đơn giản cái cục pin này cũng không cục. Con chuột nó bị hết pin rồi, còn cộng rồi ha. Đấy, cái này cộng này, cộng cái này, rồi mình dùng máy tính bấm thôi chứ cái này tính tay không có nổi đâu. Đây 15 chục 2 nhân với 23 chục 4 cộng 15 chục 3 nhân với 23 chục 2 cộng 15 chục 4 nhân 23 chục 2. Đây xin lỗi, kia là 23 chục 3 chứ, 15 chục 3, 3 chục 3 nha. À, 15 chục 4 nhân 23, 15 chục 4 nhân 23 chục 2 cộng 15 chục 5 nhân 23 chục 1 đó, nó ra là 214994, 2149. À, nói chung là 214 3 số 9 số 4 đó, tức là 2.149.994 cách. Rồi hiểu ha. Câu C thế nào? Rồi, nó là ban cán sự của lớp mà trong đó An và Bình không đồng thời được chọn, tức là trừ bằng An bằng Bình ra, mình chọn ra 6 người không có tính An và Bình.
Được chưa? Ban cán sự lớp mà trong đó An và Bình không đồng thời được chọn, tức là có thể là chọn An thôi hoặc là chọn Bình, chỉ không thể, hoặc là không chọn hai đứa luôn, được chưa? Chứ không thể chọn An và Bình được cùng một lúc, hiểu không? À, cho nên cái bài này các bạn hiểu ha, chúng ta có cái cách, chúng ta có nhiều cách giải luôn bạn. Cái cách thứ nhất này thì chỉ cho có hai cách làm. Cách một là chúng ta làm theo phương pháp là trực tiếp, tức là số cách chọn không có An nhiều bệnh, tức là trường hợp một ha, ghi là trường hợp một là số cách chọn không có An và Bình là bao nhiêu đứa? 38 đứa, bỏ An Bình ra còn lại 36 đứa, chọn ra mấy đứa? 6 đứa. Đó, dùng cũng dùng C chưa? C 36 chọc 6 đúng không? Rồi cái trường hợp 2, số cách chọn không có An và Bình, rồi thứ hai là số cách chọn có An nhưng không có Bình. Vậy bạn hiểu không? Có An là An đã được chọn rồi, đúng không? Mà không có Bình là trừ Bình ra. Vậy là An được chọn rồi, vậy chọn thêm mấy đứa nữa được? Số cái chọn của An là đầu tiên mình chọn thằng An trước là có mấy cái chọn, chỉ có một cái chọn thôi. Mình hình dung được không? Còn bạn Bình là bỏ ra, chỉ còn là bao nhiêu bạn? À, vậy là còn lại là 36 đứa. An chọn rồi, bỏ Bình ra còn là 38 đứa, chứ còn lại là 36. Thì mình chọn ra 5 đứa thôi, hiểu không? Chọn ra 4 đứa chứ quên. Thấy 5 đứa, 5 đứa, 5 đứa, 5 đứa. Vậy, nha, tại vì mình lấy An rồi, phải chọn 5 đứa. C 36 chục 5, dùng được không? Đó, chắc. Rồi, tiếp theo, trường hợp 3. Số cách chọn chỉ có Bình nhưng không có An. Rồi Bình là có một cách chọn là một nè, nhưng tiếp theo là mình đi tới Cò Mây, mình phải đi tới Tân Bình, không, cũng còn lại 36 đứa, chọn ra 5 đứa. Rồi cuối cùng những cái con đường này đều thực hiện xong, mình dùng cái tác cộng nè. Vậy số cách chọn ban cán sự lớp trong đó có An và Bình không đồng thời được chọn là mình cộng lại, được chưa? Ba cái này nè, cộng lại đó. Ở ghi số 1 nhân gì đó người ta mới chịu nha, để cho mình hiểu, người ta phải hiểu là như vậy đó. Rồi nhưng mà bấm máy thì không cần bấm số 1 ha. 36 chục 6 rồi, sao nữa? 36 chục 5 cộng 36 chục 5 rồi ra 270 1776 nhưng mà có cái bạn khác là dùng phương pháp là cách 2, là phương pháp gián tiếp. Để sao gián tiếp là mình sẽ lấy tùy ý, mình chọn tùy ý là nó có ba chữ, nó có khả năng xảy ra là sao? Tùy ý là nó sẽ có không có An và Bình, hoặc có An và Bình luôn, hoặc có một trong hai bạn đó. Cho nên mình sẽ lấy nè, tức là mình sẽ lấy là số cách chọn ra 6 bạn tùy ý nha, chọn ra 6 bạn tùy ý là 38, mình chọn ra 6. Oh, là C 38 chấp 6. Rồi, nhưng mà mình sẽ để cho nó có An và Bình, có một trong An và Bình, mình chỉ trừ cho cái số cách chọn có An và Bình thôi. Tức là khi có An và Bình đồng thời thôi thì nó sẽ ra lại hoặc là không có An và Bình. Hiểu không? Hoặc là có một trong hai đứa.
Cho nên mình phải hiểu không? Tức là số cách chọn nè, có 6 bạn nha. Có cả An và Bình. À, vậy là chắc chắn là An và Bình có hai đứa là có một cách chọn rồi. Hai đứa An và Bình là một cách chọn, đúng không? Còn lại là bốn đứa còn lại, trong ba bỏ ra hai đứa còn 36, thì 36 đứa chọn ra bốn đứa, đúng không? Tức là mình chọn An và Bình rồi, là coi như An và Bình chỉ có một cách chọn thôi, được chưa? Đấy, tức là hai đứa đó An và Bình chỉ có một cách chọn thôi, nó không theo vị trí nha, hiểu không? Tức là mình đã chọn hai đứa, An và Bình là chỉ có một cách chọn, rồi còn lại bốn đứa còn lại trong 36 đứa còn lại, tại vì An Bình lấy hai đứa còn 36, nó chọn ra bốn là C 34, 36 đó, hiểu ha? Rồi mình sẽ trừ, tức là cái tùy ý này nè, trừ cho có cả An và Bình thì trong đó nó sẽ không có An và Bình, hoặc là có An hoặc là có Bình thôi, chứ không thể có An và Bình được, hiểu chưa? Đó, cái này rất là hay nha, thường ta dùng phương pháp này nè, sau này người ta dùng cái phương pháp này để người ta giải bài tập này, nhớ nha, phương pháp này gọi là phương pháp gián tiếp, nó thầy đặt ra thôi chứ người ta không có đặt cái phương pháp gọi là gián tiếp nha, do thầy đặt đó. Rồi lấy 38 nè, chập 6 trừ cho 36 chập 4, đó ra kết quả giống hệt, thấy chưa? 2701176 cái. Rồi mấy bạn có thể dùng cách nào cũng được, đó là tùy mấy bạn ha. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 5. Phải chưa? Mình sẽ đọc câu 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 5. Khai triển biểu thức sau. Rồi, 1 2 căn x cộng 1 với 2 x mũ 4 x dương. Cái này chúng ta dùng cái nhị thức Newton, nó có công thức luôn. Các bạn học thuộc là làm được. Đây, nhị thức cho mũ 4, mũ 5. Ủa sao không dùng mũ 6, mũ 7? Cái này theo thầy nghĩ chắc lớp 12 á. Tại vì chương trình lớp 11 thầy cũng chưa thấy nha. Hồi xưa chương trình cũ của thầy học tới mũ nhiêu cũng được. Chương trình cũ của mình á, mũ bao nhiêu cũng được. Mũ N luôn. Nhưng mà giờ chương trình mới thì chỉ đưa vô đúng hai số mà, 4 với 5. Hiểu không? Rồi. Thì các bạn sẽ nhớ công thức này nè. A cộng B mũ 4 á. Đó, C 4 chập 0, A mũ 4, C 4 chập 1, A mũ 3, B. C 4 chập 2, A bình, B bình, C 4 chập 3. A, B mũ 3, C 4 chập 4, B mũ 4. Rồi bạn hiểu cái chữ A của mình là hai căn x, đúng không? Cái chữ A mình hai là căn x, còn cái chữ B mình là một chia hai căn x, mình áp dụng vô là xong thôi, nhìn nha. À, dễ hẹn, đúng không? Hai căn x nè cộng một chia hai căn x mũ 4, phải có x dương để làm chi vậy, để cái mẫu nó tồn tại, bạn hiểu không? À, nó sẽ bằng theo thức nè, C 4 chập 0, A mũ 4, A là hai căn x. Rồi, C4 chập 1, A mũ 3, tức là 2 căn x mũ 3. Rồi, B là 1 chia 2 căn x. Rồi, tiếp theo là C4 chập 2, A mũ 2 là 2 căn x mũ 2. B mũ 2 là 1 chia 2 căn x mũ 2. Rồi, C4 chập 3, A là 2 căn x. B là 1 chia 2 căn x B mũ 3, nên là 1 chia 2 căn x mũ 3. Rồi C4 chập 4 B mũ 4 là 1 chia 2 căn x mũ 4. Rồi hiểu này ha. À, cái C4 chập 0 á, mình bấm máy ra được ha. Nè, bấm 4 chập 0 nó bằng 1 á. Cái gì chập 0 bằng 1 theo lý thuyết mình học rồi, được chưa? Nó quy ước luôn nè, cái gì chập không là bằng một. Rồi vậy hiểu là bằng một, đúng chưa? Còn ở đây á, căn x mũ 4 đúng không, 2 mũ 4 là nhiêu, mình biết là 2 mũ 4 là 16. À, nhưng mà cái căn x mũ 4 là ra nhiêu, nhiều bạn không hiểu căn x mũ 4 ra nhiêu, thì cái căn x 4 cái căn x nhân lại với nhau, căn x
mà bình phương là x, x bình phương nữa là hà x, x bình sao bị sáu x bình. Cái này không biết thì xuống lớp 9 học lại luôn đó nha. Rồi tiếp theo nè, C4 chọc 1 là bằng 4 á. Cái gì chọc 1 là bằng chính nó đó, bằng 4. Còn 2 mũ 3 là 8, 8 nha, 2 mũ 3 là 8. Còn căn x mà mũ 3 là 3 cái căn x nhân lại, căn x nhân căn x nhân căn x, mà hai căn x là hành lý, còn căn x kia không có nhân được, không có nhân để lại là x căn x. Và này chia 1, hai căn x để lại. À, rồi tới C4 chọc 2. Bấm máy ra. C4 chọc 2 là 6. 2 mũ 2 là 4. Căn x mũ 2 là x. Và 1 mũ 2 là 1, 2 mũ 2 là 4, căn x mũ 2 là x. Tính từ từ nha. À, C4 chọc 3. Đó, là ra 4. Hai căn x để lại. Rồi, 1 mũ 3 là 1, 2 mũ 3 là 8, căn x mũ 3 là căn x nhân căn x nữa là hành x căn x. Rồi C4 chọc 4 là bằng 1. Mình bấm máy cũng được. Rồi, 1. Nhân 1 mũ 4 là 1, 2 mũ 4 là 16, căn x mũ 4 là bằng x bình. Rồi, tới đây mình tính từ từ ra là xong. 1 nhân 16 là 16, x bình để lại nha. Mình thấy con số nè, 4 nhân 8 là 32, chia 2 là ra 16. Tách cái phần số ra phần biến để riêng nha. X căn x này chia cho căn x thì rút gọn căn x, còn lại là x. Đúng không? À, tới đây là 6 nhân 4 chia 4 rút gọn còn lại 6. X nhân 1 phần x là bằng 1, khỏi ghi. Rồi tiếp theo là 2, 4 nhân 2 là 8, 8 chia 8 mất. Căn x rút gọn vậy còn lại là 1 chia x. Còn đây là 1 nhân 1 là 1 chia 16 nha. Rồi, để 1 phần 16x bình phương xong. Rồi là chúng ta hoàn thành được cái đề này. Thấy dễ không? Đấy, cũng không khó, nhưng mấy bạn hiểu không? Khó nhất là câu nào bạn hiểu rồi.